Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nắm chắc thời gian, đừng bỏ lỡ. Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại mạt pháp. Sao gọi là mạt pháp? Bởi hầu như không có người chân thật tu hành, ai nấy đều lười biếng, thích cầu an thân và chỉ lo dụng công cho danh lợi. Nhân đó mà Phật pháp có danh chứ không có thực chất. Hiện nay mọi người đang giữ thiền thất, Phật thất, tức là chúng ta muốn đến chỗ chân thật để tu trì Phật pháp, hầu cải chánh, sửa đổi lại các phong tục suy đồi của thời đại mạt pháp, khiến cho mạt pháp trở thành chánh pháp. Phật pháp tức là tất cả các pháp trên thế gian đều là Phật pháp, chỉ cần quý vị biết cách dùng nó hay không. Nhưng con người thì làm những việc trái ngược với đạo chánh pháp, lại chuyên môn đi vào đường tà pháp. Tu đạo là cần phải làm việc một cách chân thật, vậy mà hiện nay chúng ta làm gì cũng đều đeo mang bộ mặt nạ. Chúng ta chưa có thể cung hành thực tiễn, chưa có nghiêm chỉnh tu hành, thành thử làm hại người và hại cả chính mình. Chúng ta hiện đang dùng công tu cũng giống như là đang mài dũa một khối ngọc thạch gọi là như thiết như tha như trác như ma, nghĩa là mài gọt trao chuốt cho nó sáng ngời, khiến nó thành đồ vật hữu dụng. Mỗi người chúng ta đều có thể thành Phật, nhưng thành Phật hay không là cần phải xem chúng ta có thật tâm chịu khó dụng công hay không. Ai chịu nghiêm chỉnh tu hành tức sẽ thành Phật, còn như không chịu khó thì sẽ không thành Phật được. Cho nên ông tu thì ông được, bà tu thì bà được, còn không tu tức sẽ không được. 7 ngày thiền thất này cũng sắp chấm dứt rồi, nhưng khóa thiền thất thứ hai lại sẽ bắt đầu. Chúng ta nên biết quý tiết thời gian, đừng để nó trôi qua một cách luống không. Một khi nó qua rồi, có muốn tìm trở lại cũng không phải là chuyện dễ đâu. Giảng ngày 31 tháng 12 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说